Rồi, xin kính chào tất cả quý vị chị các bạn nhé. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi một thưởng thức một cái món, đó là món bún quậy Phú Quốc nhé. Thì cái món bún quậy rất là đặc biệt, và nó nằm ở số là 210 Nguyễn Tri Phương, quận 10 nha cả nhà. Cái món bún quậy này nó có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong ta thưởng thức và xem như nào nha cả nhà ơi. Đây, giờ Kiên đang có mặt ở ngay chỗ đường Nguyễn Tri Phương đây. Thì cái quán bún quậy là nó nằm ở phía bên kia đường nhá. Thì giờ Kiên sẽ đi qua đó nha cả nhà. Đây, quán bún quậy là nó nằm ở đây. Đấy, cả nhà thấy là cái chữ là bún quậy Phú Quốc không? Quậy Phú Quốc á cả nhà. Bún quậy Phú Quốc Thanh Hùng. Rồi, chúng ta sẽ đi sang đường nha cả nhà. Rồi, đây cái đường này đi sang quán bún quậy nha cả nhà. Đây, phía bên này là cái quán bún quậy. Nó nằm ở số là 210 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10 nhé. Đây, đây quán bún quậy này. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào bên trong thưởng thức bún quậy nhé. Ồ, buổi trưa quán rất là đông khách. Khá là đông luôn cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ kiếm chỗ ngồi nha cả nhà. Đây, buổi trưa trong quán rất là đông. Đây là cái thời gian mở cửa này. Mở cửa 7 giờ sáng đến 13 giờ 30, chiều là từ 15 giờ 30 đến 22 giờ nhá. Đây là cái thực đơn này. Có chả cá, chả tôm, mực, thịt bò, cá tôm, cá mực, tôm mực, mực bò, cá bò, tôm bò, rất là nhiều món. Rồi, chúng ta lại đây xem anh làm bún quậy như nào. Đây, đây, anh đang làm đây. Đây, cả nhà lại xem anh nha. Em chào anh. Đây, cả nhà xem anh làm bún quậy như nào nhé. Đây là cái nồi bún quậy đúng không anh? Đây là nồi này, nồi quậy bún này. Ồ, đây có cái máy này cả nhà. Đấy, cả nhà thấy không? Cái máy này hoạt động sao em? Cái máy này hoạt động như nào? Mình bật máy lên là bỏ có bỏ bột đây không? Cái này không? À, bỏ bột đó. Cái này là bún quậy này là nó có gì đặc biệt em nhỉ? Nó là làm bằng gạo tươi đúng không? À, cái sợi bún nó tươi đúng không? Đây, cái sợi bún này cả nhà. Wow, cái mùi thơm, mùi gạo nhá. Đây, sau khi quậy xong ta sẽ bỏ cái bên này. Đấy, rồi chúng ta quậy lên nhá. Quậy lên nó có bị nát bún không? Không luôn. Đây, sau khi quậy là nó sẽ lên hai nước quậy hai lần nhá. Wow. Sợi bún rất là nhỏ này, nhỏ mà nó đều, bún rất là đều. Đây, sau khi
thì quầy nó sẽ ra như này đây. Sẽ một một bát thì sẽ lấy khoảng một lây đây cả nhà. Cách chỉ là đồng nha. Đây có bò, bò mực, tôm. Đổ luôn, đổ lá, đổ luôn, đổ luôn nha. Bán mình bán được bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Nửa năm, dạ. Giờ khách rất là đông nên là anh đang rất là bận nha cả nhà. Đây. Wow, anh làm rất là nhanh. Vèo cái được một tô. Cá tôm. Có mực, bò. Rồi chúng ta lấy cái nước nước gọi là nước quậy bún làm nước lèo luôn nha cả nhà. Đây giờ bắt đầu làm bún đây. Rồi chúng ta sẽ xem công đoạn làm sợi da sợi bún như thế nào nhé. Đấy. Bỏ một cục bột vào. Rồi bấm nút. Rồi nó ép ra, ép ra này trời. Xong rồi em. Nhanh thế. Mèo cái được rồi. Sau khi mình ép nó ra sợi bún thì mình để bao lâu là nó chín em? 15 phút à? À 1 phút là nó chín rồi. À mình để vớt ra được khi nào mình vớt? 5 phút là vớt ra ha. Đấy cả nhà thấy cách làm ra sợi bún rất là nhanh. Bỏ vào ép cái là thành sợi bún rồi. Đây mới ép xong cái là lấy ra khoảng một phút là lấy ra rồi mình quậy với lại nước lạnh. Đây quậy nước lạnh nó sẽ sợi bún nó sẽ nguội đi và mình sẽ bỏ vào tô luôn. Đây để cho nó ráo nước rồi mình bỏ ra sử dụng nha cả nhà. Đi luôn à.
cá tấm một hai tô, nhiều nước nhiều bún này, nhiều hành này, một tô bình thường này, đúng rồi, một con này, một ngoài tô đi bún này, cá tôm tôi có cá tấm một chưa? Có rồi. Rồi cá tôm hai ngoài tô này. Bún này tí. Còn luôn bún mà không ép được. Cá tôm một cho sáu này. Đây cho em ép bún tiếp nha cả nhà. Sẽ vớt ra nha cả nhà ơi. Đây nó sẽ ra thành cái bún này. Này quán rất là đông khách. Một mực bò. Đây là xem công đoạn vớt bún ra này. Sau một phút sẽ vớt bún ra nha cả nhà ơi. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào cái nước lạnh và quậy nhé. Đúng em? Dạ, mực bò. Bò mực. Đó là tôm mực. Đây là tôm mực. Đó là cá mực. Cá mực. Cá bò. À, tôm mực. Đó là cá bò. Đây là chả tôm. À, chả tôm. Cái này là chả cá nè. À, chả cá đây. Cái một phần này là bao nhiêu nhỉ chị? Một phần này là 40k. À, 40k. Chuẩn bị bún này em ơi, lợp ơi. Trời ơi, chuẩn bị muốn gì trời ơi. Tôm mực con sống ngoài nè. Tôi đem cô đưa hai tôm luôn. Không phải vô đây tôi muốn đây. Muốn rồi. Ra ngoài thôi. Chuẩn bị bún nè. Bún bị em. Bún gì nữa? Bún ra, bún ra. 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 Bún ra.
ta sẽ ra thưởng thức bún quậy nha cả nhà ơi. Xem cái công đoạn là làm thấy là rất là hấp dẫn và làm rất là nhanh nhé. Đây, khách rất là đông. Em gọi chưa? Ủa, em mới gọi tôm mực. Ừ, tôm mực đi. Hả? Gọi ăn. Ừ, gọi đi. Tôm mực luôn. Thêm một tôm mực nữa. Mấy gọi tôm mực rồi. Giờ thêm một tôm mực. Cái là bún nhanh lắm. Người ta đang nói bún nặng ra nhanh. Ờ. Không nào, cần có thể ở đây là đây cả nhà ơi, Kiên mới vừa gọi một tô bún nha. Đây, cái này là bún mực nhé, thì nó có rất là nhiều loại, chả cá này, chả tôm này, mực này, thịt bò này, cá tôm này, cá mực này, tôm mực này, mực bò, cá bò, tôm bò, cá mực bò, tôm mực bò, cá cộng tôm cộng mực, thập cẩm. Thập cẩm là 60 nhé. Cá cộng tôm cộng bò. Đấy. Có tô thập cẩm là 60 là đầy đủ hết. Tô đó là tô mắc nhất. Còn đây chúng ta gọi tô bình thường thì 40.000 nhé. Thì cả nhà đây, cả nhà thấy đấy, cái sợi bún này làm bằng gạo tươi, bột gạo tươi nhé. Nên là nhìn sợi bún nó ép ra bằng máy này, nên là nhìn nó rất là đẹp này. Sợi bún nhỏ đẹp nhé. Mực ở đây thì nhìn rất là tươi nhé cả nhà. Mực thì rất là tươi. Đây, mực một con này, hai con này, ba con nha cả nhà. Ba con mực rất là bự luôn. Đấy, mình có thể ăn với lại nước chấm đây, nên là nước mắm này. Nước mắm nha cả nhà. Bên này có rau sống này. Bên này có rau sống. Đây, hôm nay bà xã ăn tôm mực. Đây, tôm mực. Tôm mực nha. Rồi mình ăn mực không? Rồi Kiên mời đại gia đình nhé. Mình ăn nhiều rau xíu. Đấy, rau đây thì rất là tươi nhé. Cuối cùng cái tô bún quậy tôm mực đó ăn nhé. Thấy không? Ở đây là nước chấm này pha sẵn rồi. Đây chắc chắn là nó phải cái cách mà người ta làm phải nó rất là hợp với món bún này đúng không?
cái 4 ngàn đấy. Bốn ngàn rất là dai, rất thơm mùi nước. Thế là tôi bỏ vào hết là liền mà nó rất là dai. Cay ngọt ngọt. Đó, thế vừa rồi chị đã chia sẻ với mình một cái món là món bún quậy Trung Quốc.